mua hàng qua mạng tiềm ẩn nhiều đen rủi ro, đi kèm hàng tá rắc rối khiến các tín đồ sâu binh phải dè chừng mỗi khi giao dịch. Đã từng xuất hiện không ít những màn tranh cãi dở khóc dở cười liên quan đến các chủ số ông Linh cho đến các vị thượng đế được đăng tải trên suốt thời gian qua. Thế nhưng sẽ chẳng câu chuyện nào như câu chuyện dưới đây. Ai cũng biết người miền Tây vốn tính thật thà dễ yêu đương nên làm gì cũng khiến người ta nhớ mãi không thôi. Đã thế còn dí dỏm, vô nhộn nên khách mua một lần quay lại ủng hộ dài dài. Khi nào có lương nhớ quay lại mua đồ mới, lời nhắn nhẹ nhàng của vị chủ sốt được đính kèm trên mắt y phục đã mang đến một tràng cười cho dân mạng. Đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng chắc gì đã thấy đâu dễ thương như miền Tây. Đến cái mắt y phục mà cũng công lao ác dội luôn nha. Theo tìm hiểu, đây là một số y phục chuyên đồ nữ ở thành phố Bến Tre. Mình sưu tầm và làm thêm vài chi tiết nữa để làm ra cái mắt này. Mấy nay mình thấy khá bất ngờ luôn, mạng làng hội chia sẻ quá trời. Nhân vật chủ số hào hứng cho biết. Hiện tại, hình ảnh về chiếc mắt y phục được dân tình share khắp mọi nơi. Rất đông người dành lời khen cho sự sáng tạo đầy tính vui nhộn của chủ số và xin info số để đến ủng hộ. Ảnh Minh hỏi. Quả thật rất dễ thương luôn. Người miền Tây vậy đó, hoan hô cho sốt nè. Cứ thấy sốt nào có tâm là phải đến mua hàng thôi, mong sẽ có nhiều điều dễ thương như vậy xuất hiện trong đời. Chẳng hay sốt học marketing đâu mà duyên vậy. Có thể mở lớp cho dân tình theo học được không?